Rồi, hai cả nhà ơi, dân quý xin kính chào cả nhà YouTube mến nha. Cả nhà ơi, dân quý hôm nay là ngày thứ hai thì dân quý lại vào video ăn sáng nha. Thường là dân quý thứ hai là dân quý mới vào đây ăn sáng. Thì dân quý cũng vẫn chọn cái món bún bò. Hôm nay thì chắc lẽ là dân quý thích cái món này sao á. Là dân quý cứ vào bây giờ bắt đầu thích món bò nha cả nhà. Tại vì là bò với lại gà thì nó sẽ có rất là nhiều đạm. Cho nên là thường là nếu mà dân quý, tại vì hôm qua dân quý nghỉ á, cho nên là dân quý mới ăn món này. Chứ thường mà mấy ngày mà dân quý đi chạy xe giao đoạn á, là dân quý chỉ ăn mua cơm. Mà ở chứ có cơm rang, mà mấy bữa nay siêu thị bán cơm chay, cơm rang và cơm viên chay cả nhà. Đây, đây dân quý mua với lại ăn bún bò cho nó có chất đạm cả nhà. Thì bún bò Huế này thì có chả nè, chả với lại đạm với lại bò, có hành tây với nè, hành tây này ăn cũng thơm đó nha. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nặn chanh vào nha. Thì ngày hôm nay cả nhà, hôm nay là ở quê dân quý là đám giỗ ngoại dân quý mà dân quý không có về, tại vì dân quý mà cái kinh tế của dân quý nó chưa có, không có như là không có, cũng không có dư lắm, cho nên dân quý không có về. Thì có gì dân quý hẹn lại năm sau dân quý về. Tại vì dân quý đi chạy giao đồ ăn ở cả nhà thì thu nhập cũng không được bao nhiêu hết đó, cho nên là cái thu nhập mà mức sống ở trên đây thì nó cao quá cả nhà, biết không? Khi mà chúng ta ăn một phần ăn như vậy á, nếu mà có khuyến mãi luôn nha, là ba cũng phải như quý trả tiền là 34 ngàn, 32 ngàn quá, như là 32 ngàn gì á đấy. Tại vì cái này là tô bún bò thường thôi, còn mà tô bún đặc biệt là đến 40 mấy ngàn cả nhà đấy. Thì ngày tối thứ bảy á, là dân quý được tuy là dân quý không có xem được cái chương trình live show của ca sĩ Cẩm Ly ở trong, tại vì dân quý đi dân quý chiều dân quý ở ngoài thôi, nhưng mà dân quý thấy rất là được vinh dự và lấy làm rất là vui mừng khi mà dân quý là ra gặp được thần tượng của mình. Tại vì được ca sĩ Cẩm Ly là một cái thần tượng của dân quý từ rất nhỏ rồi, dân quý đã rất là thích chị tôi Cẩm Ly rồi. Lúc mà dân quý chưa có biết nha, chưa có biết ca sĩ Cẩm Ly á, dân quý nghe thóng qua trên TV, chỉ xem mà chị Tư ở chơi hát trên TV thôi. Lúc đó nghe nhìn cái bài mà đầu tiên mà dân quý nghe về chị Tư Cẩm Ly á là bài Đà Lạt Hoàng Hôn với cả nhà đấy. Đó cái bài đó, xong rồi tiếp đến là những cái CD VCD á mà chị Tư Cẩm Ly bán. Lúc đó là bán một cái VCD có 5 ngàn à. Thì ngày nào dân quý cũng mà để dành tiền á, dân quý đi hái bông xe đũa cả nhà, cái dân quý bán á, cái để dành tiền dân quý mua từng cái đĩa VCD. Mà vào khi mà vào mua thì dân quý chỉ mua của lựa của ca sĩ Cẩm Ly, rồi những cái VCD mà song ca của lúc đó là song ca với anh Đăng Trường, với lại cố ca sĩ Nhân Quang Long, rồi tiếp đến là anh Quốc Đại đấy, cho nên là dân quý rất là thích. Với anh Đăng Trường thì dân quý thích nhất là cái bài hát Chim Trắng Mồ Côi, rồi bài Mưa Buồn, rồi bài Tuyết Hồng rất nhiều. Rồi với ca cố ca sĩ Văn Quang Long á, thì dân quý nhớ nhất là cái bài mà Ngày Mưa Thôi Rơi cả nhà, rồi Tình Ngàn Năm, rồi Mùa Đông Xứ Lạ, thôi nhiều lắm cái nhớ kể thì dân quý kể không hết nữa. Còn ca sĩ Quốc Đại thì bài Chữ Tình Sầu Tím Thiệp Hồng ấy, rồi Cây Bả Đậu nhiều lắm. Nói chung là với lại bài mà Quán Gấm Đầu Làng đấy, nói chung là dân quý nhớ rất là nhiều bài, nhưng mà kể thì dân quý kể không hết đâu, tại vì dân quý sưu tầm á, sưu tầm rất là nhiều, từ từng bài, từng cái đĩa VCD ra đời á là dân quý đi mua. Rồi về thì dân quý mua những cái đĩa mà karaoke á,
để Dương Quý ca. Tại vì lúc đó là ở nhà của cậu Dương Quý á, có mua cái dàn karaoke á, cho nên ngày nào Dương Quý cũng chạy qua hát ké hết trơn. Ngày nào Dương Quý cũng mà chạy qua mở bật tivi lên cái đầu mở xin hát ké. Lúc đó Dương Quý rất là thích, tại vì lúc đó là nhà cậu Dương Quý mua được cái bộ karaoke á. Lúc đó thì cái giá nó cũng rẻ lắm, thì cho nên nếu mà nhà nào cũng có thể mua được hết. Nhưng mà Dương Quý tí lúc đó là mấy cậu Dương Quý á, cậu Tư cũng có nè, rồi cậu Năm cũng có nè, thì đó rất là nhiều. Thì Dương Quý rất là thích, tại vì ca sĩ Cẩm Ly tuy là có những bài hát á, là trữ tình nhưng mà nó hơi buồn xíu, nhưng mà Dân Quý cũng rất là thích nó, tuy là nó hơi tâm trạng xíu đó, nhưng mà nhiều khi Dân Quý cũng rất là thích cái tâm trạng đó. Nhiều khi mình rơi vào cái tâm trạng đó đó, cái mình nghe những bài hát đó là những câu từ ở trong bài hát đó nó sẽ giống như là làm cho chúng ta là nghe để mà còn, cái thứ nhất là nghe để mà thư giãn, cái thứ hai là chúng ta như là xem được thần tượng của mình qua những cái mà tuy là không gặp được ngoài đời nhưng mà vẫn có thể là xem được. Ngày xưa là mà lúc mà Dân Quý lúc nào cũng muốn gặp Tư Cẩm Ly chụp ảnh, chụp một chung một tấm, nhưng mà rất là tiếc là hôm bữa là Dân Quý ra trễ quá, với lại cái giá vé nó chỉ còn có giá vé chợ đen không, mà giá chợ đen thì bán như là 800.000 hay sao á ấy, cho nên là thôi Dân Quý không mua. Tại vì Dân Quý cũng chỉ tính là ra review clip vài clip để mà về thần tượng của mình thôi. Đấy. Thì rất là nhiều Dân Quý thần tượng cũng rất là nhiều nữ ca sĩ nha, giống như ca sĩ Hoàng Châu, rồi ca sĩ Nhật Kim Anh, nhưng mà những ca sĩ đó thì Dân Quý không có thần tượng lắm cho bằng ca sĩ Cẩm Ly. Tại vì ca sĩ Cẩm Ly là Dân Quý biết từ cái dòng hát nhạc, từ lúc mà chị Tư Cẩm Ly hát nhạc trẻ rồi chuyển qua cái nhiều nhạc dân ca thì được rất là nhiều khán giả yêu mến. Qua cái chất giọng của chị Tư Cẩm Ly là ngọt ngào, rồi hát cũng rất là đi vào lòng người với cả nhà. Lúc nào chị Tư hát cái bài dân ca thì Tư Cẩm Ly cũng thả hồn vào hết, cho nên là bài hát rất là hay. Đấy, những cái ca khúc mà trữ tình đó thì Dân Quý thích bài Sầu Tím Việt Hồng. Lúc trước Tư Cẩm Ly cũng có song ca với mà anh Quang Linh, với lại anh Lam Trường nữa. Nhưng mà anh Quang Linh thì hát cũng có những bài như là bài Dân Quý cái bài mà Dân Quý nhớ là Chuyện Tình Bên Ao Cá, Chuyện Tình Bên Ao Cá, với lại Dân Quý không có nhớ Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Đúng rồi, cái bài hát mà Tư Cẩm Ly hát với lại ca sĩ Quang Linh đó là Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Một bài hát được hát trong đám cưới á, hay mở lên cái bài hát đó, tại vì bài Thương Nhau Lý Tư Hồng á là nó hợp trong đám cưới á cả nhà. Đấy, thì Dân Quý cũng đã review được một cái clip trực tiếp và một cái clip quay thường về ra rất là nhiều fan cả nhà. Hôm bữa đó là Dân Quý ra ngoài, Dân Quý thấy rất là nhiều fan đi xem luôn nha. Mà các cô các chú cũng lớn tuổi cũng vậy nha, ai cũng là mặc trang phục rất là đẹp nha. Tại vì là chắc có lẽ là cũng có trong số họ cũng có những người ta hoạt động nghệ thuật đó, cho nên người ta ăn mặc rất là đẹp, rất là chỉnh chu về ngoại hình. Cho nên là bữa đó thì trời mưa, Dân Quý bị ướt mình, Dân Quý chạy mà Dân Quý bị ướt mình luôn. Nhưng mà Dân Quý cho nên là thôi, Dân Quý không có vào trong luôn, Dân Quý chỉ đứng ở ngoài phía cửa ngoài của nhà hát á. Cho nên là Dân Quý review như được hai clip, một cái clip phát trực tiếp và một cái clip thường. Thì Dân Quý thấy là các bạn mặc đồ rất là đẹp. Thì bữa đó Dân Quý thấy là Dân Quý xem trên TikTok á, là thấy có sự góp mặt tham gia của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, rồi cô nghệ sĩ Phi Điểu, cô nghệ sĩ Phi Điểu lớn tuổi rồi nhưng mà cô rất là cô rất là đẹp nha cả nhà.
và lúc nào cô cũng nhìn cô cũng rất là có một cái vẻ đẹp rất là, tuy là người ta gọi là đẹp lão cả nhà đấy. Cô đã tham gia trong cái live show của Trư Cẩm Ly, cô cũng đã góp phần trong cái clip, cái video mà Ngoại ơi con về đó cả nhà. Ngoại ơi con về của ca sĩ Cẩm Ly là cái bài hát cũng rất là hay. Rồi Nhân Ý thấy có sự tham gia của Nhu Phước Thịnh nè cả nhà. Rồi nhóm nhảy ABC á, nhóm nhảy ABC là rất là nổi tiếng luôn. Rồi như là Dũng Quý bữa đó, như hôm qua là Dũng Quý xem TikTok, Dũng Quý thấy là có anh Đăng Trường, rồi anh Lam Trường nữa nè, rồi ca sĩ Quốc Đại, anh Quốc Đại nè, thấy nhiều ca sĩ khác nữa lắm. Nhưng mà Dũng Quý tại vì là trên cái kênh YouTube của chị Tư Cẩm Ly là Dũng Quý chưa có thấy, nhưng mà Dũng Quý thấy trên TikTok á, TikTok đăng rất là nhiều, thấy một đêm nhạc rất là hoành tráng và sôi động đấy. Thì tối thứ bảy thì cả nhà cũng đã xem được một cái một đêm nhạc rất là mãn nhãn và vui tươi và rất là hay về kỷ niệm 30 năm 30 năm kỷ niệm ca hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly á. Thì một cái chặng đường cũng rất là dài, 30 năm không phải là một cái con số, một cái số năm không phải là ngắn, mà nó không phải, cho nên là nếu mà không chỉ là Tư Cẩm Ly là không chỉ làm một cái live show như vậy để mà kỷ niệm, mà còn là khẳng định vị thế của chị Tư Cẩm Ly trong làng nhạc Việt, với lại và giữa cái tình bạn và tình tri kỷ và tình bạn bè đồng nghiệp trong âm nhạc, thì chị Tư Cẩm Ly là phải nói là chị Tư Cẩm Ly là một cái người là ca sĩ là không có scandal với cả nhà đấy, không có một tai tiếng gì hết. Nhân Quý rất là cảm phục và rất là yêu mến thằng tụi của mình. Thế thì một chút chia sẻ của Nhân Quý buổi sáng nay thôi, thì cảm ơn như cả nhà đã xem clip, cảm ơn cả nhà đã theo dõi ủng hộ kênh YouTube Nhân Quý Vlog Cuộc Sống Việt cho cả nhà. Thì Nhân Quý chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ và an lành nha cả nhà. Rồi một ngày đầu tuần thật là vui vẻ tại do người ta nha cả nhà. Thì hôm nay thứ hai cả nhà ơi, thứ hai thì quý cũng thấy đông quá cả nhà đấy. Thường á là chủ nhật là ở đây là không có chỗ ngồi cả nhà, chủ nhật ở đây là rất là đông luôn á. Rồi chào cả nhà nha.